Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Được phát triển bởi một thương hiệu có bề dày kinh nghiệm như HP, Pavilion Series luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu mà các bạn quan tâm khi chọn mua laptop văn phòng. Và thuộc dòng sản phẩm này thì chúng ta không thể bỏ qua HP Pavilion 14, thiết kế sang trọng, tinh tế cùng hiệu năng ổn định và thời lượng pin có thể đáp ứng được công việc hàng ngày. Và giờ thì cùng mình khám phá chiếc laptop này nhé. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì mình đã bị thu hút bởi vẻ ngoài cực kỳ ấn tượng. HP Pavilion 14 thì sở hữu thiết kế tối giản cùng tông màu trắng bạc cực kỳ sang trọng hiện đại. Và logo HP thì được cách điệu ở chính giữa máy, tạo ra sự nổi bật và nhận diện thương hiệu khi sử dụng. Tính tiện lợi, linh động trong môi trường làm việc, công sở hay các bạn sinh viên cũng được HP chú ý. HP 14 có độ mỏng là 1.7cm và nặng 1.4kg. Và để có một cân nặng lý tưởng như này thì phần vỏ ngoài của HP Pavilion 14 được làm hoàn toàn từ chất liệu hợp kim nhôm, một loại chất liệu thường chỉ xuất hiện ở những sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp, đem đến sự chắc chắn, bền bỉ, hạn chế tối đa hiện tượng bám vân tay và tăng cường đáng kể hiệu quả tản nhiệt, cũng như là giúp thiết kế của chiếc laptop này được nâng tầm sang trọng hơn, thanh lịch và đẳng cấp hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó thì máy còn được trang bị bản lề một chụp cực kỳ chắc chắn, giúp giảm thiểu đáng kể tình trạng rung lắc khi các bạn đóng mở máy. Và về cấu hình thì HP Pavilion 14 đã được trang bị sẵn Windows 11 cùng bộ vi xử lý thế hệ thứ 12 mới nhất, CPU Intel Core i5-1235U lên tới 10 nhân và 12 luồng với mức xung nhịp tối đa lên tới 4.4GHz, đem đến hiệu năng mạnh mẽ và có thể xử lý tốt các tác vụ cơ bản hàng ngày của các bạn như giải trí hay làm việc trên các ứng dụng Office như Word hay là Excel. Và ngoài ra các bạn sẽ có 8GB RAM và 512GB SSD và đồ họa tích hợp Intel Iris Xe Graphics, mang đến khả năng trải nghiệm sử dụng hàng ngày mượt mà, tác vụ văn phòng, giải trí cơ bản hay chỉnh sửa hình ảnh trên những phần mềm đồ họa như Photoshop hay là AI. Đối với một chiếc laptop, đặc biệt là một chiếc laptop văn phòng, thì màn hình chính là yếu tố cực kỳ quan trọng. Và ở đây thì HP đã trang bị màn hình cho Pavilion 14 với một chiếc màn hình với kích thước là 14 inch, được bao trọn bởi cạnh viền siêu mỏng Micro S, đem đến không gian hiển thị rộng rãi. Và ngoài ra, màn hình sẽ được trang bị tấm nền IPS, màn Full HD 1920x1080 và độ sáng khi đo đạc là 250 nits và 45% NTSC. Thì có thể thấy đây là những thông số độ sáng ở mức thông dụng cho những dòng laptop văn phòng, giúp hình ảnh hiển thị sắc nét, sống động và các bạn có thể vừa thoải mái làm việc, vừa có thể xem phim, giải trí. Đặc biệt hơn cả thì màn hình của HP 14 còn được trang bị công nghệ HD Bright View LED Backlit. Công nghệ này sẽ giúp tăng độ sáng, làm hình ảnh trở nên sống động, tươi sáng. Cạnh trên của màn hình thì sẽ được trang bị camera tiêu chuẩn, thuận tiện cho các bạn học tập và làm việc trực tuyến. Và tiếp đến phần bàn phím thì ở đây HP Pavilion 14 được trang bị bàn phím tiêu chuẩn, layout phím hợp lý, hành trình phím vừa phải. Đặc biệt là phím thì được thiết kế vuông vức, chắc chắn và có kích thước lớn, mang lại cảm giác gõ êm ái và thoải mái khi xử lý các tác vụ văn phòng, ví dụ như các bạn soạn thảo văn bản ở trên chiếc laptop này. Và ở bên cạnh thì sẽ là phần touchpad. Touchpad thì được thiết kế rộng rãi, diện tích khá lớn, bề mặt mịn, phù hợp với các thao tác cảm ứng đa điểm. Và một điểm mà mình rất thích trên HP 14 là hệ thống cổng kết nối khá đa dạng, bao gồm hai cổng USB Type-A, một cổng USB Type-C, một cổng HDMI và một jack audio combo, thuận tiện cho việc kết nối với các thiết bị ngoại vi hay truy xuất dữ liệu hình ảnh. Thời lượng pin của HP 14 thì sẽ được dùng khoảng 6 tiếng với viên pin 3 cell 43W ở các tác vụ cơ bản vừa đủ cho một ngày làm việc thường ngày. Và ở đây thì với vẻ ngoài sang trọng cùng hiệu năng ổn định thì HP Pavilion 14 sẽ là một lựa chọn lý tưởng cho dân văn phòng. Và cuối cùng thì link sản phẩm cũng như các chương trình khuyến mại mình sẽ để ở dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp mọi người trong những video sau.